Khi nào mà mình muốn ăn cái món bánh tiêu mà cấp tốc mà không cần men nở cũng không cần ủ bột thì mình làm theo cách này để ăn nha các bạn ha. Nguyên liệu để mình làm món bánh tiêu không men nở không ủ bột. Ở đây mình có 200 g bột mì nè các bạn. Cái này là bột mì đa dụng nha. Rồi ở đây mình có 150 ml sữa tươi không đường. Mình có một ít mè trắng. Để mình có sử dụng ở đây là 20 g đường đường cát trắng này, một xíu muối và một xíu bơ. Mình cho sữa vào trong một cái nồi nhỏ này các bạn. Rồi mình cho muối vô. Cho đường vô. Mình khuấy sơ sơ ha. Rồi mình bật lửa lên để mình nấu cho cái sữa này nó sôi lên nha. Khi sữa nó đã nóng rồi thì mình cho cái muỗng bơ này vô nè các bạn. Cái nồi sữa mình nấu ở trên bếp nó đã sôi đều rồi nè các bạn, thì mình tắt bếp đi nha. Rồi mình đưa qua cái tô bột ở bên này. Mình đưa qua tô bột để mình đảo mình trộn nha. Mình cứ cho một ít ít một mình đảo. Khi mình cho vô hết thì mình dùng cái phới này để mình đảo cho bột nó đều với lại sữa này. Mình đảo một chập á, bột nó đã hơi nguội nguội rồi. Thì mình cho tay vô để mình nhồi nha. Mình không cần nhồi kỹ đâu các bạn, mình chỉ chủ yếu mình nhồi cho nó thành một khối bột thôi. Bột mình đã nhồi mình gom thành một khối như vậy này này các bạn. Không cần nhồi kỹ ha. Bây giờ mình đưa ra ngoài cái bàn này. Mình cho vô một ít bột khô. Rồi mình làm cho cái bột của mình nó thành cái khối dài dài như vậy này. Cái phần bột này mình sẽ làm khoảng cỡ 7 cái bánh ha. Và mình cắt ra 7 phần ha. Cái phần đầu tiên này nó nhỏ thì mình cho thêm vô ha. Rồi khi mà mình cắt ra 7 phần này rồi thì mình cứ nhồi lại để cho nó mềm, bột nó mềm lại. Mình làm cho nó hơi dẹp dẹp ra như vậy nè các bạn. Rồi mình sẽ cho nó, mình lăn hai mặt qua mè nhé. Rồi khi mình lăn qua mè rồi thì mình đặt ở trên cái tấm này, mình cán nó ra. Mình cán cho nó mỏng mỏng ra là được nha. Đây, cán lên nó mỏng mỏng như vậy là được nè ha. Và mình cứ tiếp tục mình làm cho nó hết những phần bột còn lại nha. Mình bật bếp lên rồi mình đặt một cái chảo xô lòng lên trên bếp này các bạn. Cái lượng dầu ăn thì mình cho cũng nhiều nhiều nha. Rồi mình nấu từ nãy giờ, bây giờ mình thử thì mình thấy cái chiếc đũa của mình nó đã sôi hung rồi nè. Thì mình hạ lửa nhỏ xuống nha. Khi mà mình hạ lửa nhỏ xuống rồi thì mình cho bánh vô để mình chiên ha. Khi chiên thì mình cứ lấy cái đũa mình xoay xoay nó tròn này các bạn. Chiếc bánh của mình nó đã hơi nở phồng phồng rồi này các bạn. Vì là cái chiếc bánh đầu tiên đó các bạn, nó cái lượng dầu đó, nó cũng không có nóng đều á, cho nên là cái bánh của mình á, thường thường là cái đầu tiên cái nó nở không có được đẹp lắm nha. Chiếc bánh thứ hai của mình này các bạn, cái chiếc đầu thì nó nở không có được đẹp ha. Qua chiếc bánh thứ hai này mình nhớ chở để cho hai cái mặt nó chín vàng đều ha. Và khi mà mình chiên là mình cũng phải quay quay như vậy á, để cho nó không có nằm yên một chỗ nha. Rồi chín vậy là tốt rồi đó. Mình cắp nó ra ngoài cái vợt ha. Rồi mình tiếp tục mình cho chiếc thứ ba này. Đây là chiếc cuối cùng này các bạn. Rồi cái màu nó đã đẹp rồi, vớt ra ha. Rồi mình tắt bếp nha. Cuối cùng là mình đã có 7 chiếc bánh tiêu mà không cần men nở cũng không cần ủ bột này các bạn. Cái chiếc đầu thì nó hơi xẹp xẹp một xíu, mình để ở dưới này. Và 6 cái chiếc sau rất là đẹp luôn này, nở phồng đều lắm này.
Khi nào mà mình muốn ăn cái món bánh tiêu mà cấp tốc mà không cần men nở cũng không cần ủ bột thì mình làm theo cách này để ăn nha các bạn ha. Mến chào các bạn nha.